thiết kế mạnh mẽ, thu hút mọi ánh nhìn. Công nghệ thông minh, cá nhân hóa. Cùng khả năng vận hành ấn tượng. Chính thức mở bán toàn cầu từ ngày 6 tháng 1, 2022. VinFast, cùng bạn bứt phá mọi giới hạn. Sáu mươi lăm năm tự hào phát triển cùng đất nước. BIDV kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng. Hãy tận hưởng phong cách sống đẳng cấp với sự đồng hành của Vietcombank Priority, đem đến cho quý khách hàng và gia đình những ưu đãi và trải nghiệm khác biệt. Cùng tận hưởng những đặc quyền vượt trội với dịch vụ khách hàng ưu tiên. Vietcombank Priority. Petro Việt Nam, năng lượng cho phát triển. Trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng chương trình. Chào quý vị khán giả thân mến, tôi là Sơn Lâm và chúng ta lại gặp nhau trong Chặng Đường Xanh. Hãy sẵn sàng với Chặng Đường Xanh ngày hôm nay cùng với những câu chuyện thú vị và một vị khách mời mà chúng ta đã có cơ hội gặp mặt. Vị khách mời ngày hôm nay sẽ là một người quý vị và các bạn đã từng gặp gỡ. Hãy cùng tôi gặp anh ấy ngay bây giờ. Các bạn đã đoán ra chưa? Đây là nhà báo Trương Anh Ngọc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lại may mắn khi mà ngồi trên một chuyến xe buýt như là lúc này. Bởi vì sao? Đường Hà Nội đang tắc. Và đã tắc đường ấy, quý vị thấy không? Ai cũng mất thời gian đợi cả thôi. Nhưng tôi có một lợi thế hơn họ là gì? Họ tự lái xe.